Thân mến chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn có ngày nghỉ lễ thật vui vẻ bên gia đình và những người thân yêu. Mình rất vui khi lại được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay và vui hôm nữa là toàn tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ đã chính thức đi vào hoạt động để nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của bà con trong hai ngày lễ lớn là Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới. Thì tới ngày hôm nay thì đã chính thức thông xe 2 chiều của tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Tại vị trí đầu vào của cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ tại nút giao An Thái Trung, hướng vào từ quốc lộ 30, ngay tại vị trí trạm thu phí đã bắt đầu lắp hệ thống PG kiểm soát phương tiện rồi thưa quý vị.
bên đơn vị quản lý đang tiến hành phân luồng giao thông và lắp đặt hệ thống kiểm soát và thu phí. Còn qua trạm thu phí khoảng 50m nằm phía tay phải sẽ có trạm cân tải trọng xe thưa quý vị. Sau khi thông xe từ Cần Thơ về Mỹ Thuận, Trung Lương thì lưu lượng phương tiện lưu thông trên đường cao tốc là rất lớn.